thêm một miếng chả nữa. Nghe nói chả này được quấn với lá xương, nhưng mình chưa biết lá xương là như nào. Chào mừng các bạn đã đến với Deal Up Việt Nam, và hôm nay thì nhân tiện chuyến đi tới 10 địa điểm lý thú mà bạn phải trải nghiệm khi tới Hà Nội. Mình đã tạt qua đây và giới thiệu cho các bạn luôn một món ăn rất là đặc trưng và mình cảm giác nó là món ăn rất là ngon. Thực ra mình chém gió đấy, bởi vì mình chưa thử món ăn này bao giờ. Hôm nay là món ăn gì nhỉ? Chào các bạn, chúng mình đang ở trên con phố Hàng Than. Và các bạn có thấy là mình với mình vừa mới di chuyển một quãng đường rất là xa để đến con phố này, khoảng đi bộ khoảng hơn 1.5 km. Đấy, rất là mệt. Mồ hôi sấm mặt luôn, trông rất hồng hào, lên video đảm bảo chắc là đẹp lắm đấy. Đó, và nếu như các bạn có thể, không biết các bạn có nhìn thấy khói đang bốc lên từ đằng xa không, nhưng chúng mình đang tới rất gần cửa hàng số 34 Hàng Than. Và một người bạn của mình đã giới thiệu cho mình rằng là đây là cửa hàng mà có món bún chả ngon nổi tiếng. Và đây không phải là bún chả Obama. Không phải theo những cái gì nổi tiếng, nhưng mà nó nổi tiếng bởi vì cái chất ngon của nó, chứ không phải là vì những hư danh. Và mình sẽ cùng thử xem là liệu nó có thực sự như lời giới thiệu như lời đồn đại không, đúng không? Okay, và chúng ta xem là món bún chả này có gì đặc biệt nhá. Yes. Món bún chả ở số 34 Hàng Than của chúng ta đã sẵn sàng, và sẽ cùng khám phá xem là có những cái món gì ở trong cái khay bún chả của chúng ta nhá. Các bạn có thể thấy là đầu tiên là đập ngay vào mắt đó là cái phần rau sống mà trông rất là mát mắt này. Trong phần rau sống chúng ta có giá này, có tía tô, đó, rau tía tô, đó, có rau xà lách và có rau mùi. Đây, những cái cọng nhỏ nhỏ này rau mùi. Okay, trong khay bún chả của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái viên chả miếng và chả băm. Và một cái điều đặc trưng ở đây mà mình không thấy ở các quán bún chả khác, đó là chả đây được cuốn lá xương sông. Đảm bảo là trông sẽ rất là thơm ngon. Ok, và sau đây thì mình sẽ thử trải nghiệm món bún này. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một chút bún cho vào. Ok, và sau đó mình sẽ thử một miếng bún. Em đốt ra miếng bún thôi. Thêm một miếng chả nữa. Nghe nói chả này được quấn với lá xương, nhưng mình chưa biết lá xương là như nào. Thêm một chút rau. Cảm nhận đầu tiên là nước dùng rất là ngọt, ăn cảm giác rất là vào miệng. Và tiếp theo đó là miếng chả khi được cuốn với lá xương thì mình cảm giác là nó có một cái vị gì đó rất là đặc trưng và cảm giác ăn rất là thích luôn. Thêm một miếng nem. Nước nem rất là nóng hổi, và mặc dù trời hôm nay hơi nóng một chút nhưng mà cảm giác món ăn này vẫn rất là tuyệt. Ok, và sau khi trải nghiệm thử món nem này thì mình nghĩ đây là một trong những món bún chả mình sẽ xếp vào được top đầu Hà Nội. Và khi mà các bạn tới phố cổ thì hãy ghé thăm quán số 34 Hàng Mành để thử nghiệm món này nhá. Nhầm, 34 Hàng Than, ok. Như các bạn đã thấy thì chúng mình vừa mới ăn xong món bún chả nổi tiếng ở số 34 Hàng Than. Và có rất là nhiều điều đặc biệt ở quán bún chả này mà mình sẽ liệt kê với các bạn. Đầu tiên là bên cạnh những cái chung chung nhà món bún chả rất là ngon, sợi bún thì mềm, dai. Và cái nước dùng rất là ngọt, rau sống rất là tươi. Thì có những cái điều đặc biệt như sau, đó là khi mà mình trò chuyện, có một cái đoạn trò chuyện ngắn với chị chủ quán thì mình được biết là quán bún chả này nó đã có tuổi đời trên 20 năm rồi, từ thời mẹ của chị ấy cơ. Chị chủ quán này tên là Tuyết, và chị có chia sẻ rằng là cái quán này đã bán từ thời mẹ chị ạ. Chị có nói là từ hồi mà bọn mình còn chưa ra đời. Thời bao cấp đó.
Và cái chị nói là cái nước dùng ở đây là cái nước dùng mà nó thuần cái hương vị bún chả truyền thống, nó không hề có xả. Cái vị xả đôi khi nó sẽ làm cái nước dùng nó có vị hơi ngai ngái. Tuy nhiên thì nước dùng ở đây không hề có xả, là nó đặc trưng theo hương vị truyền thống. Bên cạnh đó thì giống như mình đã đề cập ở trước thì chả ở đây được cuốn thêm lá xương sông, nó có rất là thơm và rất là ngon khi mà cái hương vị của lá xương sông được quyện vào hương vị thịt. Ok, và nếu mà các bạn ở quanh khu phố cổ thì các bạn có thể gọi trực tiếp để ship món này free theo số điện thoại ở dưới đây nhé. Ok, và bây giờ thì bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.